Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện rất hay của tác giả Ngô Vinh, câu chuyện Trinh Nữ Ai Oán. Một câu chuyện rất hay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Mọi chuyện đến đây gần như đã ổn thỏa. Trương gia sau đó đứng ra nói với mọi người về nhà để nghỉ ngơi. Chuyện đất cát khởi công chỗ mới ở đâu thì một vài hôm sau sẽ bàn tới. Điều này không cần mọi người phải lo tới nữa. Dĩ nhiên là họ đồng ý ngay. Một vài người tín quá còn đi theo thầy Lý về tận cổng Trương gia. Sau đó họ cảm ơn rối rít, rồi nhờ vào ông có thời gian hãy qua xem cho họ một quẻ. Nhắc tới bói toán, thầy Lý cũng chẳng quan tâm, ông cũng chỉ gật đầu cho xuôi chuyện mà thôi. Về phần bà ngoại của Thu Hương, tới được đây thì bà cũng không còn sức để theo ra chùa nữa. Vậy nên suốt quãng thời gian vừa rồi, bà vẫn dựa lưng vào chỗ mát bên ngoài vòm cầm. Đợi khi mấy người của Trương lão ra về tới, bà mới lững thững đi ra rồi cầu xin. Thầy à, xin thầy hãy xem giúp cho cháu tôi, xin thầy đo ơn thầy. Nhìn bà cụ đáng thương tội nghiệp như vậy, thầy Lý ít nhiều lại có chút dao động. Nhưng nghiệp ở trước mắt đã làm tới đây rồi, không thể nào quay đầu được nữa. Ông lúc này an ủi bà cụ. Được rồi, mời bà cụ vào trong nhà, tôi sẽ xem giúp cho cháu của bà một quẻ. Trương gia bên cạnh cũng không quá ngạc nhiên. Vì thầy Lý đã nói như vậy, chắc ông ta cũng đã có suy tính. Dẫn bà cụ vào trong nhà, thầy Lý lấy ra một vài đồng xu và mai rùa. Sau đó thì nhỏ giọng hỏi chi tiết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của đứa cháu. Có được thông tin, thầy Lý giả bộ làm màu làm mè, gieo quẻ. Chẳng cần nhìn, thầy Lý đi lại chỗ bà cụ mỉm cười rồi nói. Theo như những gì tôi làm được, cháu gái của cụ giờ vẫn còn khỏe mạnh. Nếu cứ tiến về phía nam chừng 10 dặm đường thì sẽ tìm được cô ấy. Với một bà cụ đang ngoài 70, việc đi lại trong làng thôi đã là khó khăn, chứ đừng nói đến việc hành trang đi ra ngoài kia đến những 10 dặm đường. Bà cứ yên tâm, điều mà tôi được nhìn thấy không có sai đâu. Cháu bà vẫn đang rất khỏe mạnh, chỉ là một thời gian nữa cô ấy sẽ quay về gặp bà thôi. Vậy thầy có biết nguyên do gì cháu gái tôi lại bỏ đi vậy không? Bà cụ lo lắng hỏi lại. Nếu tôi đoán không có sai, chuyện là tình cảm nam nữ đâu bà. Cô ấy bây giờ đang sống cùng với một người, nhưng người này đối đãi với cô ấy tốt lắm, vậy nên bà không cần phải lo lắng chỉ nữa. Đừng thể lý bà hoa vài câu, sắc mặt của bà cụ trở lại an tâm. Bà cảm ơn rối rít sau đó vui vẻ rời đi. Với bà cụ có lẽ ngoài tin vào những lời của thể lý nói thì cũng chẳng còn cách nào khác. Dù là đứa cháu gái của bà hiện giờ đang ở trong chính trang viên này, chỉ cách bà vài ba bước chân. Nhưng như vậy thì được gì, bà cũng chẳng biết, cũng chẳng thể nào gặp lại được nó nữa. Bà cụ rời đi, Trương gia mới tấm tắc khen thầy Lý. Kế sách này của thầy quả thật là cao siêu, hoàn toàn lừa được những con người ngu muội ở ngoài kia, mà lại có thể lấy về cho ta được một mảnh đất. Thì cũng không nghĩ việc nó lại dễ dàng như vậy. Bây giờ việc xây chùa xây chiền, mai tôi với Trương gia sẽ bắt tay vào làm luôn. Còn dựng miếu ta cần phải thận trọng hơn. Chưa rõ ý của thầy Lý là gì, Trương gia lúc này lại hỏi. Xây chùa cần gì nữa hả thầy, còn dựng miếu nữa? Thầy Lý nhìn Trương gia rồi chậm rãi giải thích. Biết là được người dân đồng ý rời ngôi chùa, nhưng mà chúng ta cũng cần đứng ra để làm lễ cất công chứ. Rồi thông báo cho họ chùa sẽ được dựng ở đâu. Hôm nay tôi cũng chỉ nói qua là có mảnh đất đẹp, chứ bọn họ đã biết ở chỗ nào đâu. Còn việc xây miếu nữa tôi không nói vậy, chỉ là để che mắt bọn họ. Tại đó chúng ta sẽ xây dựng một căn hầm, một căn hầm chứa tất cả những gì mà Trương gia muốn. Trương gia hiểu ngay ra vấn đề, ông liền gật đầu. Ra là như vậy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Việc xây dựng này cũng không thể chỉ chúng ta làm được.
Miệng toan gọi tiếp A Thiện vào thì thầy Lý đưa tay ngăn lại. Gương mặt của thầy Lý khi này trùng hẳn xuống, coi vẻ có điều gì khó nói. Trưng ra sau khi nhận ra, ông nhòi người về rồi hỏi nhỏ: chẳng hay thầy còn điều gì dặn dò sao à? Thầy Lý thoạt đầu ậm mờ mãi sau mới chịu trả lời: yểm thuật giữ của cũng không chỉ dùng một mạng của cô gái đồng trinh kia. Nếu như để bí mật được giấu kín, vậy thì những người liên quan đến nó cũng đều phải chết. Trương Giang nghe xong thì biến sắc. Người mà bình thường chết sẽ không sao, đằng này làm xong rồi chết, há như vậy chẳng phải sẽ có những lời đồn đoán hay sao? Khi ấy cho dù có muốn giấu, e rằng vẫn có người đi tìm hiểu, mọi chuyện sẽ khó để che đậy. Nếu như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết. Trương Gia lắp bắp đáp. Thầy Lý liền gật đầu. Đúng vậy, sẽ có rất nhiều người phải chết theo. Nhưng mà đâm lao phải theo lao, chúng ta bây giờ sẽ chẳng dừng lại được nữa. Giờ tôi có một cách này, chắc cũng có thể che đậy đi được một phần nào đó. Mời thầy cứ nói. Với việc xây miếu đào hầm, Trương Gia hãy tìm một đội người ở xa vùng này giao cho họ xây dựng. Còn tôi sẽ dùng một loại thuật gọi là giữ hồn yểm lên bọn họ. Từ khi hoàn thành chết bất đắc kỳ tử, tôi tin sẽ không một ai biết về bí mật này nữa. Không gian đại sảnh sau câu nói của thầy Lý trở nên yên ắng hơn. Cái đầu của Trương Gia bây giờ lại phải suy nghĩ. Ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh của ngày trai trẻ. Việc xấu nào cũng dám làm, tên đã nhuộm máu. Vậy mà giờ đây khi mà đã có tuổi, nhắc đến hại người ông ấy có chút chắc trở. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tới thời điểm này phá chùa bắt người ông đều đã làm, vậy thì giết thêm vài mạng người nữa có xá gì đâu. Trương lão gia cuối cùng đồng ý. Được, mọi chuyện cứ theo ý của thầy. Đúng là phải như vậy, bởi vì ở đây ngoài thầy Lý ra còn ai am hiểu nữa, tất cả chỉ trông đợi được vào ông ấy mà thôi. Kinh nghiệm Trương gia tạo nên, phúc hay họa cũng tất ở tay của thầy Lý. Một vài ngày sau, mọi sự diễn ra gần đúng với những gì thầy Lý đã đưa ra. Việc bắt đầu xây dựng lại ngôi chùa không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào. Ngoài làm lễ lúc đầu ra, thầy Lý và Trương gia sau cũng không tham gia vào nữa. Họ giao lại toàn bộ công việc đó cho những người dân trong làng. Còn về ngôi chùa kia, thoạt đầu là tính sẽ phá đi làm lại thành một ngôi miếu, như vậy nhằm để che mắt mọi người. Nhưng khi thầy Lý dạo một vòng quanh đó, ông phát hiện ra một nơi rất thích hợp để yểm bùa. Đó chính là cái giếng ngọc nằm ở sau chùa. Cái giếng ngọc này có đường kính rất lớn, phải đến một trượng. Thầy Lý khi này mới tính sẽ đem của cải giấu hết xuống bên dưới. Nói là vậy nhưng không phải cứ đem tiền bạc vứt xuống là xong. Thầy Lý vẫn cần người để đào sâu xuống thêm hai ngũ nữa, như vậy thì mới có đất để hạ quan, chính xác hơn là để đặt yểm. Và dĩ nhiên việc này vẫn phải cần tới một đội thợ. Những con người đó được A Thiện tìm về cách vùng này phải 2 ngày đi đường. Bọn họ đều là những người vô công rồi nghề, người thân rất ít. Nếu như có chết đi, vậy cũng chẳng có ai để ý tới. Và trước khi bọn họ tham gia vào bí mật này, thầy Lý ông ta đã cho tất cả uống một loại rượu. Một loại rượu có thể kiểm soát được bọn họ, khiến cho bọn họ không giữ được thần trí của mình nữa. Và chỉ chờ khi chuyện này được khép lại, cái chết chắc chắn sẽ đến với họ. Về phần của Thu Hương, tính đến nay Thu Hương đã bị giam cầm ở đây được cả tháng. Chỉ những ngày đầu là cô bị đối xử tệ bạc, còn những ngày sau đó khi mà Thu Hương có thái độ tốt hơn thì những người trong nhà đối đãi với cô tốt lắm. Chưa kể theo lời của thầy Lý, Thu Hương còn phải được chăm sóc theo cách đặc biệt. Và việc chăm sóc Thu Hương sẽ do Bảo Vân trực tiếp đảm nhận. Bởi vì trong nhà bây giờ người hầu kẻ hạ đều được Trương gia cho nghỉ hết. Lý do ông cho bọn họ nghỉ cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì ông không muốn cho bọn họ biết việc Thu Hương đang xuất hiện bên trong trang viên này. Duy chỉ có A Thiện là ông giữ lại, vì ít nhiều anh ta là người vẫn còn giá trị. Ở lại nhưng Nga Thiện cũng không khác gì một cái xác không hồn, bởi vì thứ rượu mà thầy Lý kia dùng, anh ta cũng đã sử dụng. Một mình bà Vân chăm sóc cho Thu Hương, đôi khi lại gặp trở ngại.
và trong những lúc bận rộn thi thoảng bà lại nhờ Bảo Trương Minh phụ giúp. Và việc cậu ta cũng được cũng chỉ là mang cơm nước vào cho Thu Hương mà thôi. Nghĩ rằng đứa con trai khờ khảo của mình có tiếp xúc ngắn như vậy cũng chẳng sao. Bà Vân lần một lần hai đã quen, cứ như vậy giao việc đó cho Trương Minh làm. Nhưng bà Vân có thể không biết, dù Trương Minh có khờ khảo có ngốc nghếch thế nào thì cậu ta cũng đã đến lứa. Thu Hương cũng tròn tuổi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ban đầu là tiếp xúc, sau đó thì nói chuyện. Trương Minh từ một tâm hồn 10 tuổi sau một quãng thời gian thì như trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với Thu Hương, cô cũng cảm nhận được chút gì đó ấm áp từ người con trai này. Có thể chính cái sự ngây ngô lương thiện ấy của cậu ta. Duyên đến duyên đi, hoa nở thì lại bén tàn. Trương Minh và Thu Hương thế nào cũng chỉ có hai người họ biết. Còn những người khác trong gia đình, bọn họ chỉ lo về những việc đang diễn ra trước mắt mà thôi. Một vài ngày qua lại, khi này ở đại sảnh đang có sự góp mặt của thầy Lý và vợ chồng ông. Thầy Lý lúc này nhìn cả hai vợ chồng rồi nói: mọi việc xem ra tới nay cũng đã gần hoàn thành, bây giờ chúng ta tính tới chuyện kia thôi. Vợ chồng Trương Gia nghe xong thì gật đầu nói: thầy là người vợ chồng tôi vô cùng tin tưởng, chỉ cần thầy đảm bảo cho chúng tôi là được. Thầy Lý nhấp một ngụm nước trà rồi gật đầu: trước khi tính tới chuyện này, tôi cũng đã có điều muốn nói. Tôi cũng định nói ra từ đầu, nhưng mà nghĩ lại bây giờ sẽ thích hợp hơn. Dạ, mời thầy cứ nói. Trương lão gia tò mò hỏi lại ngay: là việc sẽ trao số của cải này cho ai? Dĩ nhiên là trao cho đứa con trai của tôi. Trương gia thẳng thắn đáp. Thầy Lý hơi mỉm cười rồi lắc đầu: không được, không thể giao của cho cậu nhà được đâu. Vẻ mặt của ông bà Trương nghe xong thì vẫn còn ngơ ra. Thầy Lý lúc này nói tiếp: trước khi xuống đây tôi đã gieo cho gia đình một quẻ. Tôi đã nhìn thấy được người có thể giữ của sẽ giúp cho họ Trương mãi mãi hưng thịnh. Người đó là ai vậy thầy? Thầy Lý chưa giải thích thì ông Trương Diệp đã vì bồn chồn mà cắt ngang lời. Nhấp thêm một chén nước, thầy Lý chậm rãi trả lời: là đời tiếp theo, tức là cháu trai của ông. Vậy con trai của tôi... Trương Diệp lão gia suy nghĩ không lâu rồi đại hỏi. Thầy Lý liền lắc đầu: Trương gia đừng lo, với số của cải còn lại, cậu nhà vẫn sẽ có một cuộc sống sung túc. Bà Vân ngồi cạnh bây giờ nhòi người sang bên chồng, sau đó bà nói nhỏ: tôi nghĩ thầy nói đúng, tiền tài nhà mình còn nhiều, thằng Minh cũng không sợ gì đâu. Hơn nữa ngay từ đầu ông cũng nghĩ tới các đời hậu thế rồi còn gì. Có lời của bà Vân chim vào, Trương lão gia sau đó nhìn sang thầy Lý rồi nói: thầy đã xem thì tôi tin nó sẽ là thật. Vậy được, số của cải mang đi này tôi sẽ để cho cháu nội của mình sử dụng. Được rồi, vậy chính canh 2 ngày 16 chúng ta sẽ yểm bùa giữ của. Thầy Lý nhìn hai vợ chồng rồi chắc giọng đáp lại: ông bà Trương lão gia không có ý kiến. Họ đáp lại bằng một cái gật đầu xác nhận. Ngày 1, ngày 2 qua đi, ngày 16 cũng tới. Trời đất hôm nay âm u không một chút nắng, gió lạnh mơn mơn thổi qua. Thời tiết như vậy khiến cho vợ chồng của Trương gia nghĩ đại sự sẽ không thành. Tuy nhiên với thầy Lý thì lại khác. Ông vô cùng hài lòng với tiết trời như vậy. Trong nhà lúc này có đội thợ 3 người. Họ vẫn như là những cái xác không hồn chưa hề rời đi. Bởi lẽ họ vẫn còn giá trị để lợi dụng. Ngoài đội thợ ấy ra thì những người trong gia đình thầy Lý và cả A Thiện nữa. Theo sắp xếp thì 3 người thợ kèm theo A Thiện là 4 người khiêng kiệu. Đi cùng là vợ chồng Trương gia và thầy Lý. Còn Trương Minh thì được cho ở nhà. Bởi lẽ việc làm này không nên có sự xuất hiện của cậu ta thì sẽ tốt hơn. Trương Minh một mình tại nhà thì ngay lập tức lẻn sang căn phòng của Thu Hương. Tuy nhiên giờ bên trong làm gì còn ai nữa. Ngồi giữa căn phòng trống, Trương Minh với đầu óc đơn giản, cậu ta chỉ nghĩ Thu Hương sẽ bỏ mình mà đi mà thôi. Phía bên kia đoàn người di chuyển trong đêm, ánh sáng duy nhất có thể nhìn được là những ngọn đèn dầu ngả nghiêng
đang được cầm trên tay của vợ chồng Trương gia. Việc làm bất chính, bọn họ đi và không ngừng chú ý chung quanh. Thế nhưng vào cái tầm giờ này, ai còn ở ngoài đường nữa mà rình mò họ được cơ chứ? Có chăng cũng chỉ là tiếng sủa của mấy con chó mà thôi. Di chuyển không lâu thì đoàn người cũng đến nơi. Thầy Lý ra hiệu cho mọi người hạ kiệu. Sau đó ông làm một hành động bắt ấn. Những con người kia lập tức quay đầu. Bọn họ lại như những cái xác di chuyển vào bên trong ngôi chùa. Không lâu sau, bốn người đi ra với một chiếc quan tài trên vai, đặt xuống đúng vị trí. Thầy Lý liền hài lòng. Được rồi. Sau đó thầy Lý đi ra chỗ lồng kiệu của Thu Hương, vén tấm màn. Thu Hương hiện giờ đang ngồi cứng đờ bên trong, duy chỉ có ánh mắt có thể chuyển động, vẻ như cô đang rất phẫn nộ. Thầy Lý không quan tâm tới thái độ ấy, ông quay lại ra lệnh cho mấy con người kia mở nắp quan tài. Tiếp sau đó quay qua vợ chồng của Trương gia rồi nói: giờ tốt sắp đến, vợ chồng Trương gia muốn thay đổi gì không? Câu hỏi như lấy lệ, chứ đến thời điểm này làm gì có đường nào mà lui. Trương gia nhìn vào những dương gỗ mang theo, ông lắc đầu. Dạ, mời thầy cứ tiến hành. Thầy Lý lúc này gật đầu. Tiếp sau ông ra lệnh cho những gia nô kia đưa Thu Hương đặt vào bên trong quan tài. Tới đây xong xuôi, thầy Lý đi lại, hai ánh mắt trừng trừng nhìn nhau. Thầy Lý lúc này liền lẩm bẩm: số của cô hôm nay đã tận, thôi thì hãy ở lại đây làm một vị thần giúp cho nhà Trương gia. Lời của thầy vừa dứt, thầy Lý lấy trong mình ra một miếng sâm. Sau khi nhét miếng sâm vào bên trong miệng của Thu Hương, thầy Lý chậm rãi quay đầu đi. Nắp quan tài tiếp theo từ từ được đóng lại. Bóng tối là thứ duy nhất Thu Hương hiện giờ có thể cảm nhận được. Một lúc nữa trôi qua, trời đang phẳng phất gió nhẹ bỗng dưng lặng đi. Mây mù che khuất nay cũng kéo đi, để lộ ra một ánh trăng lưỡi liềm phẳng phất, hát xuống một thứ ánh sáng màu nhạt. Từng bóng cây, từng ngọn cỏ bây giờ cũng đứng im theo không gian ấy. Thầy Lý đưa tay lên bấm đốt, nhận thấy thời điểm đã thích hợp. Ông lúc này lập tức lên tiếng: giờ lành đã điểm, mau hạ quan. Chiếc quan tài được buộc sẵn dây treo đứng trên bờ gác gỗ, nay dần dần được đám người hạ xuống. Thầy Lý khi này đã bắt đầu nhắm mắt miệng đọc khẩu chú. Quan tài chạm xuống đáy, thầy Lý cũng dừng lại. Sau đó thì đi lại gần miệng giếng. Một đạo bùa được ông lấy từ túi áo của mình ra. Đưa đạo bùa đó lên trước tầm mắt, thầy Lý dùng chính máu của mình vẽ lên một chữ lôi. Làm xong thì ông thả nó xuống cùng với quan tài. Châu báu vàng bạc giờ đây thầy Lý cũng cho người đổ xuống. Xong xuôi tất cả, không gian bấy giờ lại im lặng như tờ. Không một bóng cây, không một ngọn gió. Thứ ánh sáng duy nhất sót lại chính là từ ngọn đèn dầu mà mọi người đã đem theo. Thầy Lý bây giờ tiến bước lại chỗ vợ chồng của Trương gia, ông nói: mọi thứ đã xong rồi. Dứt lời, ông lấy ra một mảnh giấy, cẩn thận ghi chép lại ngày giờ và khẩu quyết, đưa lại cho Trương gia. Ông tiếp: cái này Trương gia hãy giữ thật cẩn thận, sau truyền lại cho con cháu của mình, lúc đó họ sẽ tự có cách để lấy được số vàng bạc này. Nhận lấy màu giấy, Trương gia ghi nhớ nó rồi cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn thầy, thầy đã vất vả rồi. Thầy Lý gạt tay đáp: không có gì cả. Dứt lời, ông quay người nhìn lại đám người kia, sau đó phẩy tay kèm theo câu nói: đi. Nghe xong, đám người kia lập tức tản ra mỗi người một phía rồi rời đi ngay trong đêm. Trương gia thấy vậy thì ngờ ngợ: bọn họ đi đâu vậy thầy? Thầy Lý nhìn theo bóng lưng của từng người rồi thản nhiên trả lời: đi tìm cho mình một chỗ chết. Dứt lời, thầy Lý không nói gì thêm mà quay người rời đi. Trương lão gia và bà Vân thấy vậy không hỏi han gì thêm nữa. Ba người sau đó cũng quay trở về nhà. Trời bây giờ cũng đã gần sáng, cả một đêm không nghỉ cho nên ai nấy đều thấm mệt. Họ chỉ nói với nhau đôi ba lời trong đại sảnh, sau đó ai về phòng đó để nghỉ ngơi. Với họ bây giờ có lẽ cũng không còn điều gì để bận tâm nữa. Đằng sau sự an yên của gia đình Trương gia là một cái chết đang cận kề với Thu Hương. Giờ cô đang nằm trong một không gian tối đen,
dù có thể cảm nhận, nhưng Thu Hương chẳng thể kêu gào, chẳng thể cử động. Nỗi sợ hãi cứ ngày này qua ngày khác bao trùm lên cô gái. Thế nhưng rồi thời gian qua đi, khi con người ta đã quen với nỗi sợ thì nó sẽ biến thành oán thù. Thu Hương không sợ cái chết, không sợ cảm giác này nữa. Cô muốn nó diễn ra nhanh hơn. Cô muốn trả thù, muốn giết tất cả những con người đã ám hại cô. 77, 49 rồi 100 ngày sau, tại nhà của thầy Lý, ở trong ngôi nhà giữa rừng trúc, lúc này thầy Lý đang an yên thì bất giác tỉnh dậy. Căn nhà gỗ vốn dĩ yên tĩnh thì nay ở nơi cửa sổ lại vang lên những tiếng kéo kẹt. Là một ông thầy cao tay, thầy Lý biết ắt hẳn đây không phải là điều bình thường. Ông lập tức ngồi dậy, sau đó mò mẫm đi lại bàn. Ở đây ông bình tĩnh ngồi xuống, đưa tay châm sáng ngọn đèn dầu. Đèn vừa thắp, thứ ánh sáng ấy còn chưa kịp lan tỏa hết gian nhà thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng là một người học đạo, bản thân của ông không cho phép mình run sợ. Vẻ mặt bình thản, thầy Lý liền thở dài. Thật không ngờ tầng hành đạo cả một đời này lại có một lần thất bại. Thu Hương, đúng là Thu Hương, đang ngồi đối diện với thầy Lý. Và bản thân của ông thầy có lẽ bây giờ cũng không hiểu tại sao cô ta lại có thể xuất hiện ở đây. Trong khi mọi thứ mà ông ta làm đều rất cẩn thận, thậm chí là ông cũng xác nhận đây là một cô gái còn trong trắng. Chẳng nhẽ em... Sau câu nói của thầy Lý, không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tiếng cửa sổ mới đây còn vang lên tiếng kéo kẹt, bây giờ đã im bặt. Thầy Lý nhắm mắt lại để cảm nhận điều gì đó, hoặc đơn giản là ông buông bỏ để chờ đợi cái chết. Ta hiểu ra quẻ, ta đã xem, hiểu tại sao lại là 3-4 lần. Thầy Lý mỉm cười nói tiếp, một nụ cười như thể hóa giải được những suy nghĩ của ông vào chính lúc này. Ông phải chết. Thu Hương không quan tâm tới thái độ của thầy Lý, cô nhòe bàn mặt để gây sợ của mình về phía ông, sau đó thì vươn dài cánh tay của mình về phía trước. Một luồng gió lạnh như băng thoảng qua, thầy Lý không kịp làm gì đã bị cánh tay của Thu Hương đâm xuyên qua ngực trái, khiến ông chết ngay lập tức. Từ từ thu cánh tay của mình lại, Thu Hương còn kéo quả tim đang đập với những sợi dây chẳng chịt bủa vây. Vất quả tim lên mặt bàn, Thu Hương sau đó dần dần tan biến vào màn đêm. Ngọn đèn dầu đang cháy phập phồng cũng ngày một yếu đi rồi tắt hẳn. Trả lại đây là một ngôi nhà với sự yên tĩnh vốn có. Vậy là thầy Lý đã chết. Bao năm tội lỗi, bao năm oán nghiệp, muốn quay đầu nhưng không được. Nhưng may mắn cho ông là khi chết rồi ông vẫn có thể nhìn ra được cái sai của mình. Ông đã xem được hậu vận cho nhà họ Trương, đã chu toàn yểm thần giữ của. Nhưng sao điều này vẫn có thể xảy ra? Ý trời số mệnh mà ông ta xem được có thể đã đúng. Thu Hương và Trương Minh, hai con người đó nếu không bị kế hoạch này ngăn cản, có thể họ đã đến được với nhau. Và hậu vận của nhà họ Trương có lẽ đã đúng với những gì mà thầy Lý đã xem được. Thế nhưng đằng này chỉ vì toan tính, vì sự ích kỷ, họ đã tạo nên một cái nghiệp quá lớn. Nó sẽ phá bỏ đi cái gọi là số mệnh, không còn gì còn có thể chắc chắn được nữa. Quay trở lại với trang viên của họ Trương, 100 ngày qua đi mọi sự đều trôi qua bình thường êm ả. Trong nhà giờ đây cũng chỉ còn 3 người sinh sống với nhau, hoàn toàn không có một tên gia nhân hay kẻ hầu người hạ nào. Bà Vân bấy giờ cũng là người đứng ra đảm đang tất cả các việc trong nhà. Còn Trương Minh, thời gian đầu không còn gặp Thu Hương, anh trở nên buồn chán. Thứ tình cảm trai gái đó như thể đã kéo được anh ra khỏi trạng thái tâm hồn khác. Thế nhưng rồi... Thời gian qua đi, nỗi niềm cho Thu Hương cũng mai một dần. Tâm hồn đó lại dần dần trở về là một đứa trẻ ngây ngô. Ông bà Trương nhìn con trai lại một vẻ như vậy thì cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Vì dẫu sao lời của thầy Lý phán đã ghim vào đầu óc của hai ông bà. Con trai của hai người không khổ, hậu vận đời sau sẽ thịnh.
cứ đem theo cái suy nghĩ đó, hai ông bà ngày ngày ăn giấc thôi. Nhưng mà thầy Lý đã chết, Thư Hương quay lại vào việc cô ta tới đây, đâu là điều sớm hay muộn mà thôi. Đặt mình chưa được bao lâu, không gian còn đang yên tĩnh chẳng một tiếng động, thế nay lại vang lên những âm thanh lẹt kẹt của cánh cửa sổ. Ngọn đèn dầu đang cháy thẳng đứng giờ đây đã bị gió bên ngoài lùa vào ngả nghiêng lay lắt. Những vật thể tạo bóng trong căn phòng giờ đây cũng ngả nghiêng theo. Bà Vân mở mắt, những hình ảnh đó làm cho bà suy diễn rồi tưởng tượng ra đủ thể. Thân hình trở nên run rẩy. Bà nhích sát vào người của Trương gia rồi nói: Ông nó ơi. Trương lão già đang ngáy khò khò chẳng biết gì cả. Phải đến khi bà Vân giật tay áo, ông mới mơ màng tỉnh giấc. Ông cũng không nói gì mà phải qua một lúc ông mới lên tiếng: Cái gì đây? Con Thu Hương, hình như là nó về ông ạ. Bà Vân vẫn còn đang nhìn bóng thể trong phòng, miệng của bà lắp bắp. Trương lão già nghe vợ nhắc đến Thu Hương thì tỉnh càng ngủ. Mắt của ông mở chừng chừng ngó dậy khắp gian phòng. Thế nhưng ngoài ngọn đèn dầu đang ngả nghiêng bên này bên kia thì làm gì còn cái gì khác. Khi này ông mới khó chịu rồi nói: Hương cái gì mà Hương? Co mà bà suy nghĩ quá rồi sinh ra hoang tưởng đó. Thầy Lý đang hành sự sẽ không có bất trắc gì đâu. Lời vừa dứt, lưng còn chưa chạm xuống giường thì trong căn phòng bỗng dưng có một cơn gió lạnh. Nó suýt chút nữa đã làm cho ngọn đèn dầu trong căn phòng ngụp đi. Bà Vân cảm nhận rõ được cái âm khí lạnh lẽo này, miệng của bà lắp bắp: Đúng là cái Thu Hương nó về rồi ông ạ. Trương lão gia lúc này cũng hơi ngờ ngợ ra một chút, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh. Đêm tháng 8 gió lạnh là bình thường mà, bà chỉ khéo nghĩ. Nói xong rồi mới ngả lưng được một nửa thì gian phòng vang lên một tiếng động lớn. Cánh cửa phòng bây giờ được bật tung ra, gió lùa vào làm cho ngọn đèn dầu phụt tắt. Căn phòng trở nên tối tăm một cách đáng sợ. Trương gia lúc này mặt mũi nhăn lại, tuy vậy nhưng vẫn dũng cảm bước ra khỏi giường và đi lại chỗ cây đèn. Châm lại ngọn đèn dầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời còn đang nổi giông gió, ông lúc này mới nói: Giông gió kéo đến như thế này, chắc đêm nay sẽ có một trận mưa lớn đấy. Lầm bầm rồi ông đi đến chỗ cánh cửa đóng lại. Nhưng khi đặt chân đến đây, ông gần như chết đứng. Trên nóc nhà của dãy phòng bên cạnh bây giờ chính là Thu Hương. Cô ta đứng đó mà chăm chăm nhìn hướng về cửa phòng của cả hai ông bà. Trong khi Trương lão gia còn đang hoảng sợ tột độ thì một tiếng sấm lớn lại vang lên, kèm theo đó là một tia sáng rực lên cả màn trời. Và trong khoảnh khắc ấy, Trương lão gia thấy Thu Hương chỉ tay về phía của mình. Trong cơn gió rít còn đi kèm cả những âm thanh lạnh toát: Vợ chồng ông phải chết. Sau đó Thu Hương biến mất. Trương lão gia ngồi sụp xuống vì sợ. Bà Vân trên giường chẳng cần nói, giờ bà đang kéo chăn kín mít run lên bần bật. Gió rừng trời quang, ánh trăng soi rọi, Trương lão gia mới bình tĩnh trở lại. Ông từ từ đứng dậy khép cánh cửa rồi đi vào, ngồi sụp luôn xuống bàn. Bà Vân khi này thấy mọi thứ yên tĩnh mới dám kéo chăn xuống. Bà nhìn chồng đang thẫn thờ, bà vùng dậy tiến bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trương gia. Bà Vân sợ hãi mấp máy: Con đúng là cái Thu Hương không hả ông? Trương lão gia bơ phờ gật đầu chứ không đáp lại. Sao có thể như vậy được chứ? Thầy Lý đang hành sự cẩn thận lắm rồi cơ mà. Bà Vân lắp bắp hỏi lại. Trương lão gia cũng không hiểu tại sao Thu Hương lại có thể bất ngờ xuất hiện ở đây với một bộ dạng kinh sợ như vậy. Ông lắc đầu mơ hồ rồi nói: Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Giờ chỉ có đi tìm thầy Lý, chỉ có ông ấy mới có thể trả lời được câu hỏi này. Vậy là mang theo sự sợ hãi và những câu hỏi, sớm ngày hôm sau, Trương lão gia vội vàng xuất hành tìm tới chỗ của thầy Lý. Nhà chẳng có người hầu kẻ hạ nữa, Trương lão gia mới ra bên ngoài thêm một tên phu xe. Vì là người không thân cận nên ông cho anh ta dừng lại tại một nơi xa chỗ của thầy Lý, còn bản thân thì một mình xuất hành vào bên trong rừng trúc.
Con đường vào đường rừng nơi đây còn xanh tươi, chim chóc víu von, thế nay lại âm u hơn bao giờ hết. Những thân trúc còn vang tươi nay lại cong keo lại. Cỏ cây ven đường đều héo úa cháy rụi. Nhận thấy có những điều bất an, Trương Gia lại rảo bước nhanh hơn trở về ngôi nhà của thầy Lý. Tới nơi đứng bên ngoài cánh cổng, Trương Gia cất tiếng gọi: "Thầy Lý, thầy Lý ơi!" Một rồi hai câu gọi, nhưng bên trong nhà chẳng có một lời nào đáp lại. Nghĩ rằng thầy Lý ra bên ngoài cho nên ông chẳng gọi nữa, mà tự ý mở cổng đi vào bên trong khoảng sân. Khi này ông mới chú ý tới một rổ giá thuốc đừng để ở bên ngoài. Tất cả đều đã ẩm mốc. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Trương lão gia lúc này chậm rãi đi lại nơi cánh cửa. "Thầy Lý, thầy có bên trong nhà đó không?" Không có ai đáp lại. Trương gia sau đó từ từ đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa gỗ bạc màu được mở ra, vang lên những âm thanh để gai người. Và ngay khi nó được mở ra, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt của Trương gia. Dưới nền nhà khi này chỉ còn những khúc xương bám những mảng thịt đang phân hủy, lúc nhúc rời bỏ. Một mùi hôi thối bây giờ cũng tỏa ra nồng nặc. Thầy Lý ơi! Trương gia nói trong sợ hãi, sau đó run rẩy lùi từng bước ra bên ngoài. Thầy Lý đã chết, không thể nào như vậy. Dù tất cả đang hiện ra trước mắt, nhưng Trương gia vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Cho đến khi bình tĩnh trở lại, Trương gia cũng chẳng dám ở lại đây thêm. Ông ngay lập tức quay người rồi rảo bước nhanh chóng rời khỏi nơi u ám này. Ra bên ngoài chỗ xe ngựa, tên phu xe nhìn mặt ông sợ hãi hoang mang như gặp ma thì liền hỏi: "Trương lão gia, ông vừa gặp chuyện gì sao à?" Trương lão gia không dám trả lời, ông liền xua tay: "À, không có chuyện gì đâu, mau trở về đi." Tên phu xe mặt rõ ngờ vực, nhưng Trương gia đã nói như vậy, hắn cũng chẳng dám hỏi thêm. Cả một quãng đường trở về nhà, Trương lão gia vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi cảnh tượng ban nãy. Đầu óc của ông lúc này quay cuồng. Ông không biết cái chết của thầy Lý có liên quan gì đến Thu Hương hay không. Và nếu như có liên quan, vậy thì đêm ngày hôm qua, Thu Hương tìm về Gia Trang là chắc chắn có thật. Gia đình của ông gặp một cái họa sát thân là đều không thể tránh khỏi. Gần hai canh giờ, chiếc xe ngựa cũng lăn bánh chậm lại, sau đó dừng hẳn kèm theo một giọng nói của gã phu xe: "Trương lão gia, chúng ta đã về đến nơi rồi." Mải mê suy tính mà Trương gia quên cả bên ngoài, quên cả thời gian. Đến khi tên phu xe gọi tới, ông mới giật mình vén mảnh: "À, tới rồi sao?" Tên phu xe gật đầu. Trương lão gia sau đó bước xuống gửi tiền đi đường rồi một mạch đi vào bên trong nhà. Bắt gặp bà Vân đang ngồi trong đại sảnh, Trương lão gia đi tới ngồi lụn xuống rồi bắt đầu kể lại những gì mình đã nhìn thấy. Ông cũng nói luôn ra những ngờ vực của mình. Nghe xong, mặt mày của bà Vân tái ngắt cả đi, thậm chí gần như là đã mất. Bà Vân đứng ngồi không yên, miệng lắp bắp nói với chồng: "Rồi bây giờ phải làm sao? Thầy Lý chết rồi, chúng ta phải làm thế nào chứ?" Trương gia đau đầu chẳng kém, và nghĩ ngoài cách im lặng ra thì ông chưa biết phải trả lời làm sao cả. "Ông thấy chưa, tôi đã bảo ngay từ đầu tiền bạc cứ cất trong nhà, có mất được đâu. Ông không có nghe tôi, cứ muốn làm cho mọi chuyện nó phức tạp. Bây giờ nghiệp đến, cả gia đình có khi còn phải chết, chứ chẳng còn đó mà lấy được kho báu đâu." Bà Vân chán nản thở dài để bất lực. Đôi mắt của bà bây giờ rưng rưng, nhưng đó là thể hiện cho sự sợ hãi, chứ chả phải thương tiếc gì cả. "Không còn thầy này thì mình đi kiếm thầy khác, bà cứ bình tĩnh để tôi tính." Trương gia tay đập xuống bàn rồi nói. Suy nghĩ này của ông cũng không sai. Ngoài thầy Lý ra thì bên ngoài kia vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn ông thầy khác. Trong số họ chẳng nhẽ không lựa được một người tài giỏi để cứu cánh gia đình này sao? Bà Vân nghe xong cũng chỉ biết vậy. Nhưng cái việc thầy Lý đã chết, nó đang in sâu vào trong đầu của bà. Bà biết rằng chỉ sắp tới đây thôi, chồng của bà và cả đứa con dại khờ của bà cũng không thể nào thoát được. "Ông nghĩ ai cũng có thể hóa giải được thuật yểm thần dữ của sao à? Chưa kể bây giờ thầy Lý đã bỏ mạng,
con Thư Hương tìm đến đây, liệu ông có tìm thầy về kịp không? Trương lão già đứng hẳn dậy, ông ra sức trấn an vợ của mình rồi ngồi xuống ghế. Bởi vì nếu bà cứ hoang mang đi đi lại lại như vậy thì kỳ thực chỉ làm thêm mọi chuyện rối rắm hơn. Bà cứ bình tĩnh ngồi xuống đây, giờ tôi đi tìm một thầy cao tay về đây ngay cho bà. Dứt lời thì Trương lão gia ra bên ngoài. Ông trở về phòng của mình lấy ra giấy bút để ghi chép một điều gì đó. Đợi chừng ít lâu sau, trên tay của ông đang cầm sẵn một lá thư được ghém lại cẩn thận. Bây giờ bà ở nhà, tôi ra ngoài một lát tôi sẽ về ngay. Nhìn thấy lá thư trên tay, bà Vân hỏi: ông gửi nó cho ai? Người ấy giúp được cho gia đình ta hay không? Trương gia gật đầu đáp: chắc chắn có thể. Dứt lời, Trương gia quay người rời đi. Ông ra bên ngoài và tìm tới tên phu xe vừa mới chở mình về. Ở đây ông đưa cho hắn ta một lá thư rồi dặn: bây giờ anh giúp ta mang lá thư này sang làng Thượng. Ở đó có nhà họ Cao. Hãy nói là ta gửi cho ông ấy lá thư này. Từ đây sang làng Thượng cũng phải mất nửa ngày đường. Hơn nữa giờ cũng đã muộn. Tên phu xe nghe xong có phần e ngại. Để sáng mai đi được không ông? Không được, phải đi ngay. Trương lão già kiên quyết. Sau đó thì lấy trong mình ra một thỏi vàng. Tên phu xe nhìn vậy chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hắn ta đồng ý ngay. Trương lão già yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Xong việc với phu xe, Trương lão già lại lững thững quay đầu trở về trang viên. Thế chồng của mình quay về, bà Vân khi này mới hỏi: thế thư ông viết là muốn gửi ai, nhờ ai? Là lão già họ Cao, tôi muốn nhờ ông ta giúp đỡ. Trương lão gia trầm mặt rồi đáp: ông muốn nhờ Cao gia, nhưng ông ta biết gì để mà giúp chứ? Trương gia hơi nhếch cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh, một cái lắc đầu như thể hiện cho sự sai lầm nghiêm trọng trong suy nghĩ của bà Vân. Trương lão gia sau đó mới nói: bà chỉ thấy ông ta giàu có hiền lành mà không biết được đằng sau ông ta là đầy rẫy những tội ác. Nhìn thẳng vào mắt của vợ, Trương gia nói tiếp: chúng ta vẫn chưa là gì so với con người đó đâu. Bà Vân nghe vậy tôi cũng đã sờn cả gai ốc. Đúng thực là mỗi lần tiếp xúc, bà luôn cảm thấy ông Cao là một người hiền lành tử tế, lại còn hay giúp đỡ người dân nghèo. Thực sự nếu qua cách nhìn nhận, sẽ chẳng ai tin vào lời của Trương gia bây giờ. Nhấp chén nước trà, Trương gia lại nói: số người chết dưới tay cùng ta không đếm trên đầu ngón tay ngón chân được đâu. Vì lợi ích và sự giàu có của bản thân, ông ta thậm chí gián tiếp giết chết cả một bản làng đấy bà. Lễ chùa cung bái, khẩm. Đằng sau ông ta là những thứ ma thuật đen mà đến ngay thể lý cũng phải e ngại. Tôi nói vậy chắc bà cũng hiểu tại sao tôi nhờ ông ấy chứ. Nghe xong những lời ba hoa của chồng, ít nhiều bà Vân cũng lấy lại được chút niềm tin và lại hỏi: nhưng mà ông ta có chịu giúp gia đình của mình không? Bà yên tâm đi, tôi đã nhờ thì chắc chắn đồng ấy giúp, chỉ là cái giá nó như thế nào mà thôi. Dứt lời thì Trương gia đứng dậy lẳng lặng bỏ đi. Cái giá mà Trương gia nói ở đây chính là của cải tiền bạc. Ông biết họ Cao kia là người như thế nào, và nếu như ông ta chịu giúp đỡ thì e rằng thậm chí phải mang cả cái cơ nghiệp này ra để đánh đổi. Bà Vân ngồi lại cũng lo lắng. Bà nhìn ra trời đã chiều muộn, vậy là bà rời bước để còn chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Vừa bước ra ngoài, bà đã gặp ngay Trương Minh đi chơi trở về. Gọi đứa con trai ngây ngốc của mình lại, bà nói với giọng lo lắng: mẹ đã dặn là nhà cửa không có ai, con nên ở trong nhà thôi cơ mà. Trương Minh nghe xong lắc đầu, chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói: là Thu Hương, cô ấy muốn gặp con. Bà Vân nghe xong thì toát cả mồ hôi, vội vã sờ soạng kiểm tra thân thể của đứa con trai. Bà sợ hãi hỏi: con gặp nó ở đâu? Gặp nó ở đâu? Trương Minh thấy thái độ của bà Vân như vậy thì con người lại, cậu ta mấp máy: Con gặp cô ấy ở đây, ở đây. Vậy là ngoài hai ông bà Trương Minh cũng đã gặp Thu Hương. Bà Vân sợ hãi rồi hỏi tiếp: vậy vừa nãy con ra ngoài cũng đi gặp cô ta, vậy là gặp ở đâu nữa? Trương Minh chỉ tay ra ngoài cổng rồi đáp: ra chùa, ra ngôi chùa bên kia.
Nghe vậy bà Vân thõng người, bởi ngôi chùa đó chính là nơi đã chôn sống cô ta. Giờ cô ấy dẫn chứng minh ra đó chẳng nhẽ em... Một dự cảm cho rằng Thu Hương muốn ám hại Trương Minh lần đầu tiên xuất hiện trong đầu của bà Vân. Bà nắm tay con trai rồi kiên quyết nói: từ ngày hôm nay con nhất định phải ở trong nhà, không được đi đâu, tuyệt đối không được đi đâu cả. Trương Minh nghe xong lắc đầu vùng vằng không đồng ý. Anh ta sau đó cau có mặt mày rồi hỏi: có phải cha mẹ đã làm gì Thu Hương không? Bà Vân giật mình chưa hiểu ý con trai, bà liền hỏi: sao con lại hỏi vậy? Mẹ nói đi, có phải cha mẹ làm gì cô ấy không? Không, cha mẹ không làm gì cô ta, con bình tĩnh lại đi. Nếu không làm gì, sao Thu Hương lại muốn giết hai người? Câu nói thẳng thừng của Trương Minh khiến cho bà Vân suy sụp. Nhưng để cho con trai bình tĩnh lại, bà cố lảng tránh: Con muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ chuẩn bị bữa tối, chuyện này mẹ con mình nói chuyện sau. Vừa nói bà Vân vừa đùn đẩy Trương Minh, miễn cưỡng sau đó cậu ta cũng nghe theo. Đưa con trai trở về phòng, bà Vân chẳng cơm nước gì, vội chạy vội đi tìm Trương gia. Khi cả hai ngồi trong phòng, bà Vân đem cuộc chuyện trò vừa rồi ra rồi kể: Con Thu Hương chẳng nhẽ nó muốn bắt thằng Trương Minh đi đầu tiên? Bà Vân đặt ra câu hỏi ấy. Trương lão gia nghe xong thì lắc đầu: chưa thể biết được, nếu nó bắt thì thằng Minh cũng chẳng thể về nổi nữa. Hơn nữa sao con Thu Hương lại gặp thằng Minh? Rồi sao thằng Minh nó lại nói con Thu Hương sẽ giết hai vợ chồng mình chứ? Những câu nói này của Trương gia lại càng khiến cho vấn đề trở nên bối rối hơn. Suốt thời gian ở đây, chúng ta để cho thằng Minh tiếp xúc con Thu Hương, chẳng lẽ em... Bà Vân ngờ vực hỏi lại. Trương lão gia đang cầm tách trà lên, nghe bà Vân nói vậy mặt mày của ông trùng xuống. Tách trà sau đó run rẩy được đặt lại bàn. Chẳng nhẽ cái thằng Minh và con Thu Hương đã có điều gì mờ ám, và đó là lý do bùa yểm thất bại. Chỉ nếu như lần này con Thu Hương nó về, nó lại buông tha cho thằng Minh, chỉ gặp thằng Minh và nhắn sẽ giết tôi với bà thôi sao? Nghe xong những lời này của Trương gia, bà Vân im lặng nhớ lại thái độ cáu giận của đứa con trai. Bà lúc này ngờ ngợ: Phải rồi, thái độ của thằng Minh vừa rồi nó hoàn toàn không sợ hãi, nhưng chỉ tức giận hỏi tôi với ông đã làm gì con Hương. Nhất định là chúng nó đã Trương gia đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho tách trà rơi xuống đất, vang lên một tiếng kêu loảng choảng. Chỉ có thể là như vậy thôi, đúng là người tính không bằng trời tính. Trương lão gia lắc đầu cay nghiệt nói. Bà Vân lúc này nhìn để trấn an, bà lúc này bảo: cũng chỉ là nghi ngờ của tôi và ông, hay là bây giờ để tôi sang hỏi thằng Minh? Trương gia lắc đầu: còn hỏi làm cái gì chứ, ngoài như vậy ra thì tại sao thầy Lý có thể thất bại? Đang rằng ông ấy đã quay đầu hành thiện, nhưng là tôi nhờ chắc chắn ông ta không thể sai. Đằng này ông ta còn phải bỏ mạng, chắc chắn lúc đó ông ta cũng như vợ chồng mình, biết được điều gì đó cho nên mới không phần kháng lại. Chứ với tài lực của ông ấy, tôi nghĩ sẽ không thể chết đau đớn như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chờ người của họ cao tới chứ còn biết làm cái gì nữa. Trương lão già ngắn gọn trả lời. Bà Vân sau ấy cũng không dám hỏi nữa mà lặng lặng rời ra bên ngoài. Trương gia một mình trong phòng, ông chống tay gục mặt cay nghiệt. Chỉ vì tin tưởng đứa con trai ngu ngốc, chỉ vì không muốn cho quá nhiều người bên ngoài biết, vậy nên ông mới để cho nó tiếp xúc với Thu Hương. Vậy mà sao nó không cứ ngu ngơ như bình thường? Tại sao nó không làm tròn nhiệm vụ của nó? Trách thì trách, thế nhưng cũng không thể làm gì Trương Minh được. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là ngồi chờ đợi người của nhà họ Cao tới mà thôi. Tưởng đâu đêm nay hai ông bà sẽ có một đêm ngon giấc, thế nhưng không. Mọi thứ đang yên tĩnh thì cánh cửa sổ vang lên những âm thanh kéo kẹt. Tiếng động đó một lần nữa đánh thức vợ chồng của Trương gia tỉnh dậy. Biết ngay là Thu Hương đã trở về, vậy nên hai ông bà chẳng dám phát ra một hành động nào cả. Cả hai chỉ biết sợ hãi nằm ghém vào nhau. Chúng mày phải chết. Đi kèm với âm thanh của cánh cửa sổ
là một âm thanh theo gió cuốn vào trong căn phòng. Bà Vân bây giờ đã sờn cả gai ốc, cơ thể của bà run lên bần bật, miệng của bà chỉ lắp bắp nói ra được vài câu. Tao sẽ giết chúng mày, cho chúng mày nhận cái chết từ từ, cái chết giống như tao. Giọng nói đó lại vang lên. Bà Vân sau đó không chịu được nữa, thần hồn nát thần tính, bà giật chân ngồi vùng dậy. Trong mắt của bà bây giờ là cánh cửa chính đang được mở toang, và Thu Hương cô ta đang đứng tại đó. Tao ở đây, mày đến giết tao đi, giết tao đi. Bà Vân như một người mất trí, bà nhìn về phía của Thu Hương rồi nói. Điều đó khiến cho Trương gia bên cạnh cũng choàng tỉnh dậy. Ông ôm chặt lấy vợ càng hay, chừng chừng nhìn về phía của Thu Hương. Thu Hương nhìn lại hai người bằng ánh mắt đen ngòm với hai hàng lệ máu. Cô ta không nói gì nữa, chỉ từ từ đưa lên một cánh tay, chỉ về phía của cả hai. Khóe miệng bấy giờ mới bắt đầu nhếch lên một niềm vui, nở ra một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Mày giết vợ chồng tao đi, giết vợ chồng tao đi. Bà Vân gào lên nhưng Thu Hương giờ đã dần dần mở đi. Nhưng đâu đó hình ảnh của nụ cười đó vẫn còn ám ảnh ở lại. Bà bình tĩnh đi, chúng ta còn sống, nó đang trêu đùa chúng ta. Hay kệ nó càng làm vậy chúng ta càng có thêm thời gian. Trương gia giữ chắc bà Vân hơn rồi nói. Ông để nó giết tôi đi, chứ ngày đêm nghĩ đến nó thế này, tôi sống không có nổi đâu. Bà Vân nói rồi gục đầu vào Trương gia mà khóc nức lên. Trương gia bấy giờ không lên tiếng nữa, ông chỉ mong sao trời sáng thật nhanh và người cần tới sẽ tới. Mang theo nỗi sợ hãi cho đến khi trời gần sáng, bà Vân chợp được mắt. Còn Trương gia thì chẳng phải nói, suy nghĩ quá nhiều khiến ông chẳng thể nào nghỉ ngơi cho được. Để lại bà Vân, Trương gia một mình ra bên ngoài khuôn viên, vừa đi vừa rào đón những tia nắng đầu ngày. Trương gia bấy giờ trách bản thân của mình nhiều hơn ai hết. Ngẫm lại một đời ông đã làm quá nhiều việc xấu, đến cuối chặng đường khi ông đã giàu có, thì cái ông hướng đến lại không chỉ là vợ và con. Đành rằng việc làm của ông là lo cho hậu thế của mình. Thế nhưng như vậy chẳng khác nào nghịch thiên, lại còn tạo ra một cái nghiệp quá lớn. Miên man trong khuôn viên mãi trời cũng đã sáng, Trương gia lại mang một vẻ mặt nặng nề đi vào đại sảnh. Ông thêm một ấm trà mới ngồi nhâm nhi nó rồi chờ đợi. Đến gần trưa bên ngoài có tiếng gõ cầm, kèm theo đó là tiếng gọi lớn, và giọng nói đó không của ai khác, chính là gã phu xe. Trương gia bên trong nghe thấy thì lập tức rời khỏi ghế, chạy ra mở cầm. Nhìn tên phu xe, ông liền hỏi. Anh về rồi hả? Họ cả có nói gì với anh không? Tên phu xe lúc này ghé đầu và nói nhỏ. Có, ông ấy nơi tôi dẫn theo người này về đây. Điều bộ ông ta kỳ quái lắm Trương gia hả? Vừa nói anh ta vừa trò tay về phía xe ngựa. Rồi chưa biết mặt mỗi người trong kiệu là ai, thế nhưng mà đã là người nhà họ Cao thì Trương gia tin tưởng lắm. Ông bỏ mặc lời nói của phu xe rồi chậm rãi đi tới gần. Trương lão gia sau đó hạ mình chắp tay cúi đầu hành lễ. Họ Trương, tôi đã phiền tới thầy, mời thầy vào trong đại sảnh để nghỉ ngơi. Từ từ tấm mành trên xe được vén lên, bước ra khỏi là một người đàn ông với gương mặt đen sạm già nua. Mái tóc của ông ta dài sợi đen sợi trắng, rối rém với nhau như lâu ngày chưa được chải chuốt. Ông ta mặc trên mình một bộ quần áo màu đen chấp vá, nhìn kỳ cực giống như ông ta, không khác nào một tin ăn xin chính hiệu. Nhà ông có vong hồn đeo bám, vong hồn này oán khí nặng lắm. Chẳng thèm nhìn Trương gia một cái, người đàn ông ấy đã nói ngay. Dạ, mời thầy. Trương gia đưa tay mời người đàn ông. Câu nói kia của ông ta thực sự chả khiến Trương gia bất ngờ, cũng chẳng quan tâm, vì dù sao sự tình nó đã xảy ra trước mắt. Người đàn ông khi này mới quay sang nhìn Trương gia, sau đó rồi gật đầu bước lên. Trương gia quay sang gửi lại tiền phu xe rồi cũng đi vào. Vào đến đại sảnh, Trương gia pha một đấm trà mới. Trong lúc chờ đợi, Trương gia nhìn người đàn ông rồi cung kính. Chẳng hay tôi phải xưng hô với thầy thế nào? Người đàn ông đeo mắt nhìn Trương gia rồi chậm rãi đáp. Cao Bình, đó là tên của tôi.
Trương lão ra gật đầu chứ chưa muốn nói thêm điều gì. Chàng ấm rót mời Cao Bình một tách. Trương gia bắt đầu hỏi chuyện. Mời thầy dùng trà. Chuyện cũng như trong thư tôi đã nói, chắc thầy đã xem qua rồi phải không? Cao Bình đưa tay chạm nhẹ tách trà rồi gật đầu. Lão già kia đã cho ta xem qua, nhưng mà để chắc chắn ta muốn đến đó kiểm tra thử. Xong tách trà này ông dẫn ta ra đó được chứ? Dù rất vội nhưng vì giữ ý cho nên Trương gia chưa muốn đi sâu vào chuyện này. Bây giờ nghe Cao Bình nói vậy, ông đồng ý ngay. Dạ được, thầy cứ uống xong chén nước, tôi sẽ dẫn thầy ra đó ngay. Cao Bình sau đó gật đầu chứ không đáp lại. Thời gian uống một tách trà diễn ra rất nhanh. Cả hai sau đó cùng đứng dậy rời đi. Trương gia cũng không hề thông báo gì với vợ con trong nhà. Đưa ông thầy Cao ra đến ngôi miếu, tức là chùa cũ. Trên đường đi họ bắt gặp nhiều người dân trong vùng. Tuy nhiên những con người đó vẫn chưa biết tình trạng hiện giờ của Trương gia. Họ vẫn nhìn ông như một con người hiền đức, vậy nên khi gặp họ chào hỏi kính cẩn lắm. Cao Bình thấy vậy thì đợi khi vắng người rồi mới nói. Xem ra ông rất được lòng dân tình ở đây. Dạ, cũng để che mắt thiên hạ thôi. Cùng một loài người như nhau, Trương gia không ngại mà trả lời. Đi một khoảng nữa cũng đến được ngôi miếu. Cây cỏ đất cát ở đây bây giờ đều khô héo cọc cằn, dù trước đó trời vừa mới nổi sấm chớp. Trương gia thấy vậy thì liền lắc đầu. Thật không ngờ ở đây lại như một khu đất chết. Cao Bình mỉm cười rồi nói. Người bị các người chôn sống oán khí quá nặng, điều đó khiến cho linh khí ở đây chẳng thể phát nổi. Chưa kể là thuật yểm còn chưa thành, sau khi hóa quỷ lại hút đi sinh khí ở đây để gia tăng sức mạnh nữa. Cho dù là con người e rằng cũng chẳng thể nào sống ở đây được, chứ đừng nói là tới cỏ cây. Dứt lời, Cao Bình đi tới nơi miệng giếng. Ông ta quan sát xuống khoảng đen tối tăm bên dưới rồi nói tiếp. Ông cho ta xem ngày sinh của ông được chứ? Trương gia nghe vậy thì ngơ ra, nhưng sau đó trả lời. Tôi sinh đúng vào ngày lập thu, giờ dần năm nhâm thìn thưa thầy. Cao Bình gật đầu đưa tay lên bấm đốt, sau đó ông ta gật đầu. Người đặt yểm này là một người am hiểu, nhưng xem một chỗ lại tròn phải người con gái không còn trong trắng. Trương gia nghe vậy thì càng chắc chắn hơn suy nghĩ trước đó của cả hai vợ chồng. Là do chúng tôi sơ suất thầy ạ, giờ thầy giúp được chúng tôi chứ? Cao Bình khi này quay ra nhìn chằm chằm vào Trương gia. Ông ta nhếch mép rồi trả lời một cách thẳng thắn. Có thể giúp, nhưng cái giá không rẻ. Mời thầy cứ nói. Trương gia lại hỏi. Tất cả những gì ông đã gây dựng. Giọng nói thản nhiên này cho thấy Cao Bình không giống nói đùa. Và những gì ông ta đưa ra cũng được Trương gia dự liệu từ trước. Nhưng mà kỳ thực với ông ở đây là điều thực sự khó quyết định. Mạng sống hay của cải, đây là sự quyết định của ông. Ông có thể không đồng ý và tìm người khác giỏi hơn để giúp, nhưng đến lúc đó ta nghĩ mạng của gia đình ông không còn đâu. Cao Bình thấy Trương gia đắn đo thì nói. Được, tôi đồng ý đánh đổi tất cả cơ nghiệp của mình. Trương gia hít một hơi thật sâu để đáp lại. Vậy là cơ nghiệp cả đời ông gây dựng chỉ vì một chút sai lầm mà giờ đây đã mất đi tất cả. Sự có hối hận, có tiếc nuối, như vậy cũng đã là quá muộn. Được, ngay bây giờ ta sẽ giúp ông. Cao Bình cười lớn rồi đáp lại. Và ngay sau đó ông ta cười bỏ tay nải của mình mang theo. Để xuống đất, Cao Bình gỡ nút thắt. Bút lông bùa vàng chỉ đỏ tiền xu, mọi thứ lộ ra, nó không khiến Trương gia thích lạ. Bởi vì những thứ này trước đây ông đã thấy thầy Lý sử dụng nhiều lần. Cao Bình sau đó không nói một lời, ông ta cầm lên ngay năm đạo bùa vàng rồi đưa lên trước mặt của mình. Một tay khác thì lấy bút lông nghiên mực, mài mực chấm bút lông. Cao Bình vừa nhắm mắt vừa đưa tay vẽ xoành xoạch lên những đạo bùa. Vẽ xong, ông ta không nói nhiều mà quăng luôn những đạo bùa đó xuống bên dưới miệng giếng. Chỉ rơi vào được chừng một thước, các đạo bùa đó đã lập tức cháy lên. Sau lại tắt dần vào khi chạm tới đáy giếng, thì chỉ còn một chút tàn cho động lại. Tiếp sau, Cao Bình lấy ra một sợi chỉ đỏ rất dài.
kèm theo đó là những chuỗi đồng xu màu đen. Ông ta xâu sợi chỉ đỏ đó vào những đồng xu, rồi đi căng một vòng chung quanh miệng giếng. Làm xong tất cả, ông mới quay lại chỗ của Trương gia rồi nói: "Được rồi, bây giờ ông về chuẩn bị mọi thứ sang lại cho Cao gia ta. Còn việc ở đây ta sẽ có dự liệu. Chắc chắn đêm nay và từ giờ về sau, người con gái này sẽ không thể nào quay lại để tìm hại gia đình của ông được nữa." Nghe Cao Bình nói như vậy, Trương gia nuốt đi cái đắng mà đồng ý, rồi lững thững quay trở về. Suốt cả quãng đường, ông cứ như một người đờ đẫn mất hồn, chẳng để ý tới những gì chung quanh. Còn lại Cao Bình ở đó, ông ta bình tĩnh đi ra chỗ gốc cây cách miệng giếng chừng 10 bước chân. Sau đó thì từ từ ngồi xuống khoanh chân, nhìn như thể đang ngồi thiền. Để xem như cũng là một cách thư giãn trước khi chờ đợi Thu Hương xuất hiện. Cho đến tận tối đêm nhưng mọi thứ vẫn rất yên nắng, cây cối lặng thinh, trời đất không chút gió. Cao Bình khi này vẫn ngồi khoanh chân bình thản. Một hồi lâu sau, ông ta mới đưa tay lên bấm đốt, bất giác miệng lại nở một nụ cười. Tới giờ rồi. Lời vừa dứt thì gió trời nổi lên, những ngọn cây còn đang thẳng đứng giờ đây đã dập qua một bên. Và từ dưới lòng giếng bây giờ một thứ ánh sáng vụt lên rồi lại chớp tắt. Cao Bình lúc này không ngồi yên được nữa, ông ta đứng dậy cầm sẵn trên tay ba đạo bùa màu vàng. Vong hồn kia gặp ta còn định phản kháng hay sao? Dứt lời, Cao Bình phi thẳng ba đạo bùa về miệng giếng, miệng cùng lúc bắt đầu đọc khẩu chú. Dưới giếng khi này một quầng sáng ảo ảnh thoát lên, nhưng cứ hễ tới miệng giếng thì bị một sức mạnh nào đó chặn lại. Mãi rồi quầng trắng đó cũng lộ ra thân ảnh, và không ai khác chính là Thu Hương. Đạo sĩ khốn kiếp, người muốn cản ta giết vợ chồng lão già kia. Ở trong giếng một giọng nói ai oán vang lên. Cao Bình chưa vội trả lời từ từ tiến lại. Ông ta nhìn Thu Hương bên dưới rồi nhếch mép. Đúng vậy, không những muốn cản ngươi giết họ, ta còn muốn bắt ngươi về làm việc cho ta. Tên khốn kiếp, ngươi cũng phải chết. Thanh âm vừa dứt, Thu Hương gồng lên như thể vận hết những gì mình đang có để phá bỏ trận yểm của Cao Bình. Và đúng là cô đã thoát lên được. Thế nhưng vì thay vì hoảng loạn lo lắng, Cao Bình lại tỏ ra đắc ý. Ông ta cười lớn. Rất tốt, ngươi đủ mạnh để làm việc cho ta. Dứt lời, Cao Bình lấy ra một gương pháp khí. Ông ta dùng chính máu ở đầu ngón tay của mình viết lên trên mặt gương một ký tự. Sau đó thì dùng nó chiếu thẳng tới vị trí của Thu Hương, miệng cùng lúc đọc nhanh chỉ chú. Ánh trăng rọi xuống tấm gương rồi phản quang lên một thứ ánh sáng, khiến Thu Hương không thể né tránh. Cô lơ lửng giữa không trung mà gào lên những tiếng thét đeo đớn uất thần. Một hai hồi trôi qua, thân ảnh của Thu Hương dần dần không vùng vẳng nữa. Nó hóa ra thành những làn khói và dần dần biến mất vào bên trong không trung. Cao Bình sau đó cũng mở mắt, miệng dừng đọc. Ông ta lại cho chiếc gương vào túi trong của mình, sau đó thu lại những gì đã răng ra ở nơi miệng giếng. Cất hết những thứ đó vào bên trong tay này, Cao Bình bước trở lại miệng giếng. Ông ta nhìn xuống bên dưới rồi nhếch mép. Dưới này cũng thuộc về Cao gia. Nói rồi thì Cao Bình bỏ đi. Trong đêm tối, ông ta không chút sợ hãi về thằng trang viên của nhà họ Trương. Vợ chồng của Trương lão gia bất an cho nên giờ vẫn còn đang thức. Khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cầm, thoạt đầu còn sợ không dám ra. Nhưng nghĩ lại vẫn còn thầy Cao, Trương gia sau đó ra mở cửa phòng rồi đi ra bên ngoài cầm. Thầy đã về rồi sao? Cánh cổng vừa được mở ra, Trương gia liền hỏi. Vong hồn đó đã bị ta thu phục, giờ gia đình ông có thể an tâm sống tiếp được rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Trương gia nghe vậy thì vui mừng cảm ơn. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là một điều cười khinh bỉ, kèm theo câu nói như tát vào mặt của Cao Bình. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là dân buôn bán, mọi sự quan lại chỉ là giao dịch thôi. Nhớ tới lời của Cao Bình nói hồi sáng, Trương gia bây giờ mặt lại trầm ra. Chưa biết nói gì thì Cao Bình lại tiếp. Những gì ta bảo ông đã chuẩn bị cả rồi chứ? Trương gia giật mình, ông thở dài gật đầu. Thì cứ vào trong nhà trước,
Cao Bình không đáp, gật đầu theo Trương Gia vào bên trong. Hai người vào bên trong, Trương Gia bấy giờ bắt đầu mà những lời cầu xin Cao Bình. Hy vọng ông ta có thể cho gia đình ông một con đường, chí ít là để giữ lại được mảnh đất hay là cầm đi được chút tiền. Tuy nhiên trước những lời xin xỏ ấy, Cao Bình không quan tâm. Ông ta thẳng thắn nói: làm ăn với Cao gia ta thì ông đã biết, một lời nói ra không thể rút lại. Với thần sắc của Cao Bình, Trương Gia biết có nói gì thêm cũng chẳng được. Nếu như mà chối bỏ phản bội cuộc giao dịch này, ông biết cả gia đình mình sẽ chết. Cuối cùng ông đành quay sang an ủi động viên vợ: lỗi là ở tôi, nhưng mà giờ chúng ta không còn lựa chọn. Bà vào gọi thằng Minh, chúng ta phải đi rồi. Bà Vân cũng có một phần sai trong việc này. Ở cái cảnh trắng tay, bà biết có trách cũng chẳng giải quyết được gì. Bà giờ chỉ thấy thương cho đứa con trai Trương Minh. Sống bao nhiêu năm sung túc, nay lại phải chịu đi cái cảnh lang bạt, e là nó sẽ không trụ được. Bà Vân bỏ vào thì còn lại Trương Gia. Ông bấy giờ mới run rẩy đi cho Cao Bình tờ giấy đã ghi sang lại toàn bộ cơ nghiệp cho Cao Gia. Trương lão gia lúc này nói: đây là giấy tờ toàn bộ tài sản của tôi. Cao Bình nhận lấy rồi cười lớn: cảm ơn Cao gia ta, cảm ơn. Bây giờ ta không có tiền, mời. Vậy là cứ vậy, cả nhà họ Trương phải rời đi ngay trong đêm. Tội nhất vẫn là Trương Minh. Anh ta ngơ ngác, thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Với Trương lão gia và bà Vân, hai người nhìn vào cơ nghiệp mà mình đã gây dựng bao năm, nay bị cướp trắng thì lại rơi nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ấy bây giờ chẳng thể làm được gì, sẽ chẳng giúp được họ lấy lại cơ nghiệp, chứ đủ để cho họ trả cái nghiệp của mình đang gây ra. Quay trở lại chỗ của Cao Bình, chiếm được trang viên cùng với của cải một cách dễ dàng, Cao Bình cười lớn đầy thỏa mãn. Tiếng cười của ông ta vang vọng trong đêm như một con ác quỷ đúng nghĩa. Sau nụ cười đó, ánh mắt của Cao Minh trở nên nguy hiểm, bởi vì ngoài cái trang viên rộng lớn này ra, ông ta biết số kho báu kia vẫn được giữ lấy. Và việc của ông ta bây giờ chính là đoạt tiếp số kho báu ấy. Một hai ngày sau đó, khi người của Cao gia tới, Cao Bình mới dẫn bọn họ ra miệng giếng ngập. Nhìn xuống bên dưới, Cao Bình trầm mặc một lúc rồi cười khẩy: thần dữ của ư, thật là nực cười. Dưới nơi này làm gì có thần dữ của nào, bởi đơn giản thể lý đâu tạo ra được. Cái che đi vàng bạc châu báu bên dưới có chăng chỉ là thuần che mắt do vong hồn của Thu Hương hoặc là thể lý tạo ra. Nay thể lý đã chết, vong hồn Thu Hương cũng bị ông ta chấn điểm, át số kho báu kia đã lộ. Việc của Cao Bình lúc này chỉ là xuống đó kiểm tra và đưa chúng lên mà thôi. Nghĩ là làm, Cao Bình liền cho người đưa thang, sau đó đích thân leo xuống dưới. Chân vừa chạm đến lòng bùn, Cao Bình đã cảm nhận rõ thứ kim loại vướng vào chân của mình. Ông ta khi này cười lớn, tiếng cười vang vọng lên cả bên trên. Đúng như ta nghĩ, kho báu đang hiện ra trước mặt. Dứt lời, Cao Bình cúi người cua tay. Khi chạm vào một vật thể như viên gạch, Cao Bình nhấc ngay nó lên. Sau khi lấy tay lau qua lớp bùn, một thứ ánh sáng vàng lóe mắt phát ra. Mau cho người chuẩn bị xe ngựa và hòm gỗ tươi đầy, Cao Bình đắc ý nói vọng lên trên. Ông ta còn đang hì hực khí thế thì bất ngờ mây đen kéo tới trên địa ánh mặt trời. Dòng gió bắt đầu nổi lên, kéo theo cả cát bụi cuốn xuống lòng giếng. Cao Bình bên dưới nhận thấy có điều gì không đúng. Thế nhưng còn chưa biết đó là gì, ông ta đã bị một tia sét đánh từ trên trời xuống. Nó khiến cho ông ta không kịp phản ứng mà cháy đen xì cục luôn xuống vũng bùn. Người tài giỏi như ông ta có lẽ không bao giờ nghĩ được rằng mình lại bị thiên kiếp đánh chết. Và thực tế đây không phải ý trời. Thầy Lý chính là ông đã tạo ra một đạo bùa chấn điểm ở đây. Một đạo bùa để cho những gã thầy pháp, thầy phù thủy khác không thể chạm được vào kho báu. Cao Bình chết, đám mây đen kia kéo đi. Trời bây giờ lại trong xanh trở lại. Nhưng ở nơi tối tăm bên dưới, một làn khói trắng lại dần dần thoát ra từ người của Cao Bình. Một thân ảnh mờ nhạt dần dần xuất hiện. Không rõ thân ảnh đó là ai.
là Cao Bình hay là vong hồn của Thu Hương đang bị ông ta giam giữ. Và nếu thực sự là Thu Hương, vậy thì cái chết với gia đình của họ Trương vẫn là điều không thể tránh khỏi. Dù họ có chạy trốn, có phiêu bạt, cái nghiệp mà họ đang trả ấy có lẽ vẫn là chưa đủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.